năm nay đã ngót nghét 30 rồi, sang mua 5.000 xôi tối 3.000 trà đá. Anh luôn luôn on play để biết hết chuyện trên đời, đang cái thật bình thường cũng phải gần nhìn lại. Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay Mickey Sudo xin giới thiệu với tất cả anh chị và các bạn phần mềm hát live stream thu âm Cubase 10 kết hợp với Autotune Pro nhé anh chị nhé. Và em xin giới thiệu với tất cả anh chị và các bạn project của bên em sẽ có những gì. Đầu tiên, cái ưu điểm lớn nhất khi mà chúng ta sử dụng cái phần Cubase 10 này thì nó là cái phần Autotune Pro nhé anh chị nhé. Nó sẽ có cái phần autoplay để chúng ta dò cái tông của bài hát đó, và chúng ta tự động, chúng ta bấm send to là nó sẽ tự động điền vào cái autotune này anh chị nhé. Thì nó sẽ tối ưu rất nhiều các cái thao tác cho anh chị mà mới sử dụng phần mềm, cũng như là những người mới làm quen về phần mềm nhé anh chị nhé. Rồi tiếp theo em sẽ giới thiệu với anh chị các cái plugin của bên em. Đầu tiên là hiệu ứng remix. Thả cho em ra đi chính anh rất đau lòng, nhưng cô níu kéo làm gì. Đó. Rồi tiếp theo nữa là phần thay đổi giọng nói người già trẻ con. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tao đã bảo rồi, ở nhà lấy vợ nha con. Tiếp theo nữa là sẽ là phần tăng tông, hạ tông. Đó, đây nha anh chị nhá. Chúng ta nếu bài hát đó cao quá mà chúng ta muốn hạ tông thì chúng ta cho cái này xuống này. Đó. Còn muốn chúng ta muốn tăng tông lên thì chúng ta tăng nó lên. Rồi tiếp theo nữa là phần điều chỉnh cái cường độ của mic. Chúng ta có thể tăng giảm cái cường độ của mic. Nếu mà phòng của chúng ta ấy mà nó ồn quá thì chúng ta có thể giảm nó xuống, thì nó sẽ đỡ bị tạp âm nhé anh chị nhé. Còn nếu mà anh chị muốn hát mà chúng ta hát nó đỡ mệt, mà muốn hát cái tiếng mic nhẹ hơn, chúng ta đẩy nó lên. Ok. Tiếp theo nữa là sang cái phần hiệu ứng vang effect của bên em. Anh chị thấy nhá, các cái hiệu ứng vang của effect bên em thì bên em sẽ kết hợp rất nhiều các cái hiệu ứng vang effect vào với nhau. Đó, thì nó sẽ đủ các cái effect khác nhau này. Thứ nhất là hiệu ứng effect xa gần này, vang xa gần này, vang không gian này, vang bên trái bên phải này, xong rồi vang vòm này, rồi là cái EQ cho vang. Tiếp theo nữa là cái hiệu ứng mix của vang, và tiếp theo là cộng hưởng của âm thanh. Đó, cộng hưởng của âm thanh để chúng ta cái tiếng mic chúng ta hát nhẹ nhất có thể nhá. Đó. Nó sẽ không bị nặng như những cái phần mềm khác. Đó. Rồi, sau đây em sẽ thử test về cái autoplay này cho anh chị. Đầu tiên là khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta sẽ tắt đi, mở lên lại cái autoplay, và chúng ta sẽ vào cái phần để chúng ta mở karaoke này. Đó, chúng ta sẽ vào YouTube nhé. Em sẽ thử hát cái bài Anh Thanh Niên này. Anh chị để ý nhá, khi mà nó chạy đến phần này này, nó sẽ dò ra cái cây cho mình. Đấy, nó dò ra. Rồi đúng không ạ? Chúng ta chỉ có bấm send to. Anh Thanh Niên năm nay đã ngót nghét 30 rồi, sang mua 5.000 xôi tối 3.000 trà đá. Anh luôn luôn on play để biết hết chuyện trên đời, đang cái thật bình thường cũng phải gần nhìn lại. Anh thanh niên năm nay vẫn chẳng thấy vợ con gì, anh nói mấy cô yêu nhưng anh không cần người yêu. Ba mai anh sang ra vẫn vội vã chạy đi làm, anh nói anh còn nhỏ nên đã biết làm gì đâu. Rồi một hôm anh gặp cô gái và cứ thế lòng ngẩn ngơ đêm lại ôm nhớ mong. Để rồi chợt nhận ra anh bỏ quên quá nhiều, nghĩ đến bao anh lại thấy thật buồn. Là do em tất cả và chính em đã khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia. Tình yêu đã dẫn lối anh bối rối, thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi. Chẳng lẽ là quan xa anh đã khác, không còn như ngày xưa mày mê mộng mơ nữa đâu. Vì lo cho ba ba
đổi thay bản thân mỗi ngày. Ok, đó là phần hát nhạc trẻ. Và sau đây em sẽ thử cái bài remix nhé. Remix bài remix Silent của anh. Silent của anh. Chúng ta cũng phải làm thao tác như thế nhá. Sau bên này tắt cái này đi, mở lại. Đó. Khi nào nó hiện cái listing này anh chị nhá, chúng ta mở cái bài nhạc lên. Leasing này, nghĩa leasing. Ok, chạy. Đây. Em đi nướng ạ. Trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là một năm mộng em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được đôi. Giờ đây anh thứ em cần rồi, chỉ không có nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, sợ theo bước anh em sẽ đứng đau cuộc đời. Hey, và sau đây sẽ là tiết mục vinh. Anh từng oán trách em rất nhiều, sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu. Anh từng nói với em rất năng lời, sao ngày ấy để anh ôm chơi vơi. Giờ lớn hơn anh mới hiểu, ai cũng muốn cuộc sống không lo toan. Vì lúc ấy anh quá xoan, em nào dám gửi phận cho anh mà. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là muốn nấp mồm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nỗi. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, sợ theo bước anh em sẽ đứng đau cuộc đời. Rồi, ok, và sau đây em sẽ thử một bài nhạc vàng nhá. Em sẽ thử bài Đan Nguyên này. Đó, đối với bài hát nhạc vàng thì chúng ta đấy, tôi vẫn cô đơn nhá. Thì anh chị sẽ làm thao tác. Nếu mà nhạc vàng của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ phải cho cái effect nó lớn hơn. Thì anh chị có thể tùy chỉnh nhá. Chúng ta cho cái vang vòm này nhiều hơn một chút để tạo hiệu ứng vang khi mà chúng ta hát. Rồi, ở cái phần này đặc biệt là anh chị sẽ có cái phần để chúng ta có thể chỉnh ấm hơn. Nếu mà nhạc vàng chúng ta muốn, đặc điểm của nhạc vàng thì nó sẽ sáng hơn, cái giọng hát chúng ta sẽ sáng hơn thì chúng ta đẩy lên nhá. Rồi, sau đó em sẽ thử một ca khúc có tựa đề Tôi Vẫn Cô Đơn. Đó, vừa câu đầu mà nó sẽ ra cái phần tung của bài hát đó nhá, tông của bài hát đó. Chúng ta chỉ cần bấm Send to Auto Tune này. Anh chị để nó đang ghép thông minh đúng không? Chỉ cần bấm Send to. Đó, Send to thôi. Tôi vẫn cô đơn dù em đẹp như Ngọc Trinh. Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ. Tôi vẫn cô đơn không người thương không người nhớ. Chiều một mình đi phố, hồn trong nắng trong mưa. Tôi muốn quên em nhưng ngại đời yêu giàu sang. Tôi muốn yêu em nhưng tình nghĩa thua bạc vàng. Tôi biết em đang âm thầm ước mơ nhiều lắm, mà mình thì tay trắng làm sao với được em.
ok anh chị nhá. Đó là phần nạp tất cả các project của bên em và những hiệu ứng để chúng ta tùy chỉnh. Rồi thì anh chị có nhu cầu mà cài đặt cái phần mềm này cũng như là cần hỗ trợ tư vấn các cái sản phẩm hát live stream của bên em thì anh chị liên hệ trực tiếp với Mickey Studio qua số điện thoại 0974555585 hoặc website mickeystudio.com.vn. Xin cảm ơn tất cả anh chị và xin chào và hẹn gặp lại.